Hôm nay hãy cùng thiết bị Manomet so sánh loại túi chèn hàng xốp nổ thông thường và túi được thổi bằng máy thổi túi đệm khí nhé. Đầu tiên về độ căng phồng thì mình sẽ sử dụng thước đo mili để đo. Đây là túi dạng gối mà mình vừa mới thổi xong. Bây giờ mình sẽ đo cho mọi người xem nha. Đây là mình ép rất là mạnh luôn nha. Độ dày khoảng 25mm nha mọi người. Tiếp theo là túi dạng hạt nha. Độ dày khoảng 6mm. Bây giờ mình sẽ test trên túi xốp nổ nha mọi người. Đây thì nó chỉ nằm khoảng từ 1 đến 2mm thôi nha mọi người. Như các bạn có thể thấy kết quả vừa đo được thì các loại túi dạng gối có độ dày gấp 10 lần so với màn xốp nổ và túi dạng hạt có độ dày gấp 3 lần. Như vậy, chất lượng đóng gói của các loại túi được sử dụng bằng máy thổi túi đệm khí sẽ bảo vệ hàng hóa, sản phẩm tốt hơn nhiều so với màn xốp nổ. Từ đó suy ra số lượng túi được sử dụng cho mỗi lần đóng gói cũng sẽ ít hơn. Về diện tích khi chưa sử dụng, bạn có thể thấy màn xốp nổ có kích thước lớn hơn nhiều so với túi đệm khí. Với túi đệm khí, sử dụng đến đâu bạn sẽ thổi đến đấy, vô cùng tiện lợi và tiết kiệm không gian làm việc. Về ứng dụng, màn xốp nổ chỉ sử dụng cho những sản phẩm thông thường, ít bị bể vỡ khi chịu va chạm, hoặc phải sử dụng nhiều lớp để lấp đầy khoảng trống trong thùng hàng. Còn với túi đệm khí, bạn có thể sử dụng cho hầu hết các loại sản phẩm bao gồm cả giày dép, túi xách, linh kiện, gốm sứ, trái cây, thực phẩm,